Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng mọi người ạ, hôm nay thì em Tuyên đang có mặt ở dưới thôn Tỉa Chía Đùa các cô chú ạ. Thì em Tuyên quay trở lại với nhà bé Say các cô chú. Vì như mọi người đã biết thì cái trường hợp bé Say là cái trường hợp là bé bị đau mắt và cũng đi xuống Hà Nội cũng lắp được cái chiếc mắt giả vào. Nói chung là cái mắt giả vào thì chúng ta chỉ để họ đẹp ở bên mỹ thuật thôi. Còn cái ánh sáng thì em bé đã không nhìn được rồi. Và đây thì mọi người ơi, thì như mọi người biết thì ở trên này thì trên khu vực Tỉa Chía Đùa này thì trên này nó mưa nhiều hơn và nó ẩm ướt hơn. Thì trên này thì bà con đã thấy là bừa nương rồi các cô chú ạ. Và ở đây ít nhất là người ta đã có ngô mọc rồi mọi người này. Đó, đã có những mầm ngô mọc lên rồi. Nhưng mà ngược lại ở dưới thân đề chia thì chưa hề có mọi người ạ. Và đây này, bà con ở trên này bà con cũng trồng rau. Ở bên kia trồng hạt lanh mọi người ạ. Trên kia là đợt trước em tôi nhớ năm ngoái vào là bên kia là bà con trồng lanh. Đấy thì trồng lanh thì cũng đã lên mầm và bà con cũng đang phải cho những cái gọi là cái cây này lên này. Như kiểu hình nộm ấy, dưới ta gọi là hình nộm đúng không ạ? Trên này thì bà con chả có gì, dựng cái cây lên và có một hai cái bao tải lên thôi. Đấy, để cho chim chóc nó không dám đến. Đấy, nó bay lớt phớt này, chim chóc nó không dám đến ăn hạt giống đi. Đó, thì cũng đã qua một mùa rồi, một năm rồi. Không đến một năm đâu, nói chung là qua một mùa ngô đấy cô chú ạ. Thì bây giờ quay lại trở lại với nhà em bé Say xem kiểm tra là bé Say tình hình mắt độ này như thế nào và xem là cái số tiền em Tuyên đang giữ ấy, là còn 14 triệu thì xem là em chú có ý định gì chưa. Tôi chưa đọc ý định rồi. Xin chào, đang làm gì đây? Ở nhà không rồi à? Đây bên này là có vẻ là ngô người ta là bừa hết rồi cô chú ạ. Này ngô bên này người ta bừa, người ta còn lên hết mầm rồi. Ở trên này đặc biệt rất nhiều các vị khách lên đến đây du lịch ấy, thì mọi người rất thích chụp ảnh ở những cái hàng rào đá như này. Và hàng rào đá như này nó rất là nhìn nó rất là sợ đổ, nhưng mà nó rêu mọc lên ấy, nó rất là đẹp. Và tại sao bà con trên này không lấy xi măng xây lên, nhưng mà cái hàng rào đá này ở đây nó là một cái nét đặc trưng, nét đẹp của người vùng cao nguyên đá thôi, mà chỉ có người đồng bào Mông. Cái hàng rào đá bên kia thì như mọi người biết thì cái rêu nó mọc lên thì nó là quá là lâu rồi. Cái hàng rào đá này thì em Tuyên cũng xin nói luôn tại sao là bà con lại không xây xi chắt xi mà chỉ xếp như thế, sợ mất trộm hay không thì em Tuyên cũng xin nói luôn là này các cô chú an tâm, ở đây bà con dựng lên này đôi khi cái tường này nó rất là chắc. Và tại sao đôi khi dựng cái tường rào đá này nó không cao là thế nào, vì xếp cao quá nó sẽ dễ đổ. Và cái tường đá này nó rất là an toàn mọi người nhá, trộm không dám ăn trộm đâu, vì nếu mà trộm mà trèo lên thì cái tường rào đá này nó sẽ đổ, nó đổ thì chắc chắn là không trộm được đúng không ạ. Đấy thì đấy tại sao đấy là cái nét đặc trưng của cái tường rào đá này, thì nó rất là vững chắc đấy, nhưng mà nếu mà khi người nào mà trèo lên ở nhất là đoạn ngọn này, này rất là đổ ngay đó, nên là đấy là một cái nét đặc trưng không bao giờ sợ mất trộm là như vậy. Nhà làm hết nương chưa em? À, làm hết chưa? Chưa hết à? Vẫn còn cả. Còn. À, thế bao giờ năm nay có dự định là đi làm ở đâu không? Năm nay muốn đi làm nhưng mà em đau tay không đi làm được. Lại đau tay à? Em đau cái chỗ này, đau tay này. À, chỗ tay sao đây? Tay bị tự đau. Đây cô chú này. Không biết nó tự sưng lên á? Thế không đi khám à? Không, cái đây không khám được. Nó ăn hết ra cái ngón tay như này. Không đi khám cho bác sĩ xem nào chứ. Chân tay bố là người lớn rồi, bố phải rửa chân tay các thứ đàng hoàng rồi như này. Rửa đi chỗ đau, không rửa sợ đau. Thế bao nhà nhỉ? Hay chà, thế là đang rét là đang ngồi sưởi lửa à? Vâng, ui rồi chào Say nhá. Bây giờ biết chào là tuyệt vời quá. Vâng, xin chào liền nhá. Bây giờ biết chào. Thế bây giờ là bây giờ có cái mắt thì vẫn bình thường chứ? Mắt của nó bình thường. Có con gì đấy? Công chúa. Con này cho ăn á? Trong cháu. Hả? Con trong cháu. Cho chơi gì? Chơi thôi. Con này chỉ cho chim ăn chứ đúng không? Đúng rồi. Con này là như bọn anh hay gọi là con mồm muỗm ấy. Con này cho chim ăn được mà. Đúng rồi, con này cho chị ăn. Anh tưởng là người mình ăn không ăn đâu, không, ăn được trong nó có sán ấy. Chín rồi nhá, ủ xì sẵn. Vợ lại đi lấy liềm đi cắt rau à? Đúng rồi, đi làm nương. Làm nương à? Đấy, nói chung là... Thế bé Say đâu, xem chú xem nào. Đây nhỉ, xem nào. Ôi, cái mắt này đang có gì nhá chứ ơi. Đây này. Đang bị gì này. Đỏ mắt này, rửa mắt chưa? Rửa, biến rửa.
Ôi dồi, thế mà vẫn bị gì thế? Bây giờ vẫn thỉnh thoảng em vẫn tháo ra tháo vào chứ? Ừ, cũng có tháo. Tháo mà bây giờ mấy hôm nay thì em không ở nhà thì không biết nó tháo rửa hay không. À đấy, thế thì không ở nhà tháo rửa thì có gì đấy. Ừ. Nhưng mà bảo là bé là chịu khó là rửa mắt đi. Anh nhìn thấy là có gì mắt, em lấy cái khăn đấy. Với cái thuốc kia hết rồi đúng không? Vẫn còn mà. Vẫn còn à? À, từ giờ đấy vẫn ít dùng thôi cả. Ừ. Thế thì lấy rửa mặt vào xong lấy cái khăn mặt lau đi. Anh nhìn thấy mắt của say là vẫn có cái gì mắt đấy. Ờ, có. Để này chẳng qua là bây giờ cái vết mổ của mình là nó khô rồi. Đúng không? Nó thành sẹo rồi. Đúng rồi. Thì nó là miếng thịt rồi, bây giờ nó không sao như ngày trước mà nó chưa khô là bị lại bị nhiễm trùng đợt kiểu mà đợt mình về Hà Giang bị nhiễm trùng xong rồi ở lại một tuần mới đi được Hà Nội đấy. Vâng. Đấy. Ừ. Thế các bé hôm nay không đi học à? Bé ố hôm nay y cô giáo hôm nay bé nghỉ. Rồi. Hai chị em. Này. Đây là mấy tuổi rồi chứ? Đứa này á? Ừ. Đứa này 5 tuổi. À, còn bé bên cạnh. Bé bên cạnh đứng chân ăn. Hay tự sang được 3 tuổi. Ờ. Thế đi học chứ đúng không? Năm nay chắc là đi rồi. À thế bây giờ là vẫn ở nhà. Ờ. À. Thế, nhưng mà còn bé ở sau bụng này là cũng là con của em luôn á? Không. Ừ. Con của em trai, con bé ở sau với lại con này con của em trai thôi. À. Thế gửi đây à? Ờ. Gửi. Bố thì đi làm công đi làm thuê rồi, mẹ thì hôm nay mẹ đi viện rồi thì cho hai đứa con ở đây. Bố đi làm thuê, mẹ đi viện, mẹ sao đi viện? Mẹ đi kháng con thôi, mẹ đang còn sinh con đi kháng con. Lại của em bé à? Ờ. Ấy trời cha. Nhà có mấy người con rồi mà lại vẫn sinh em bé thêm đấy. Hai đứa này. Hai đứa này một em bé trong bụng là ba. Ờ. Ừ, chà. Tuần hai đứa cô gái hết để được một con trai thì nghỉ thôi. Hai đứa con gái nên là bây giờ đang cố gắng để con trai à? Ờ. Ừ. Ok. Đấy. Nói chung là lâu lâu không ấy thì bây giờ ở nhà cũng mùa màng thì năm nay chứ thì đau tay. Năm ngoái đi làm thêm được, năm nay lại đau tay không đi làm thêm được gì. Đúng rồi. Ừ. Ai chà. Đây là Tết năm nay ăn Tết to không? Này, không, hôm nay thì em không nghĩ là liền thuê, không có tiền, không mua được gì ăn. À, năm nay không có tiền, nên chắc là cũng phải có một con gà, hai con gà chứ đúng không? Dạ. Cũng có một hai con chứ đúng không? Đúng rồi. Anh thấy có thịt treo vì bây giờ, đây các cô chú này, thịt treo của bà con nhà chứ, con miếng thịt treo này. Cái thịt đấy thì mình đi ăn Tết anh cậu tạ cho mình. À, đi ăn Tết xong em cậu tặng cho. Ừ. À, thế à? Thế tình hình là như năm ngoái anh ạ. Anh có chia sẻ lại đấy, ngồi đi cho nó ấm, không phải bếp lửa được, đang đun thì nó đang ấm thì ngồi. Anh đi. Ngồi. Anh xin. À, thì như năm ngoái anh vào đúng không? Đúng rồi. Thì năm ngoái tình hình là lúc trước khi vào thì có muốn để em xem là muốn cho hai vợ chồng gây dựng kinh tế, vì bây giờ là cái số tiền của các cô chú mạnh thường quân gửi cho anh. Để giữ lại thì nó không thể phát triển lên được, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy thì các cô chú cũng muốn anh là có thể là tạo điều kiện cho em, và anh cũng đã nói với em từ năm ngoái rồi là hai vợ chồng là muốn nuôi lợn hay nuôi gà hay nuôi gì đó thì bảo anh, vì anh sẽ trích cái tiền này ra để cho vợ chồng em để nuôi con giống, chứ anh sẽ không giữ nữa. Và có thể bây giờ anh đến kiểm tra mắt của bé say ấy. Thì bây giờ cái mắt của bé say thì vẫn là rất là ok đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chẳng qua là do cái bên kia là say là không rửa mắt nên là nó hơi có gì. Ừ. Bây giờ tháo mắt ra rửa cái mắt giả đi và rửa hốc mắt đi là lại sạch bình thường. Đúng không? Vì bây giờ cái vết mổ kia là nó là liền rồi. Ừ. Nó liền rồi, nó không còn bị chảy máu nên là nó không lo bị nhiễm trùng nữa. Đúng rồi. Bị, như cái da thịt mình ấy. Bây giờ nó khô rồi thì nó không sao cả. Đúng rồi. Còn trước là mổ ra thì cái bé mắt của bé say thì không rửa đàng hoàng thì có thể bị sợ nhiễm trùng các thứ. Nhưng bây giờ thì qua rất là lâu rồi. Đúng rồi. Đấy thì cũng đã được. Thì bây giờ cái số tiền của cô chú ấy thì anh sẽ không giữ nữa. Vì giữ thì rất là ngại. À, bây giờ giữ là rất là ngại vì có thể đôi khi có nhiều người nhiều người tốt hiểu không sao, nhưng nhiều người xấu thì bảo là tại sao Mạnh Thường Quân gửi tiền cho gia đình em mà anh lại cứ giữ tiền, anh lại không thanh toán tiền, lại cất tiền của gia đình em đi, không nói nữa thì lại bảo là anh ăn trộm tiền. Cứ nói chung là như vậy, như giống cái trường hợp mà Mạnh Thường Quân đầu tiên của gia đình em ấy. Đúng người rồi. Ta đến trao quà xong người ta lại không đưa tiền ấy, nó lại sợ nhất giống cái kiểu đấy. Mà người ta thì có nhiều người xấu, có nhiều người tốt, có nhiều người ta sẽ nghĩ nói như vậy. Nếu như mình thì cây ngay thì không sợ chết đứng. À. Thì bây giờ thì như bác sĩ thì có bảo là đợi trong tầm bao giờ khi bé lớn lên, cái mắt này mà bị đấy, bây giờ cái mắt này anh nhìn thấy hơi lọt lọt một tí đúng không? Đúng rồi. Cái mắt nó không được
cái mắt của bé say đây này, mọi người xem nhìn này, cái mắt giả với cái mắt thật đấy, thì có nghĩa là cái mắt thật thì nó sẽ to hơn. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ bé say đã có sự phát triển rồi. Nên là cái hốc mắt bên kia nó sẽ bé đi. Đấy, nhưng mà bây giờ bác sĩ bảo là nếu sau này gia đình mình bé say mà cứ phát triển như này thì cái tầm đuổi độ tuổi 18 lên ấy, độ tuổi 18 20 là lúc đó lớn hết rồi. Là cái hốc mắt lúc đấy là nó sẽ không phát triển nữa. Thì mình chỉ phải thay một một lần đến hai lần mắt nữa thôi. Là nó vừa có nghĩa là hai con mắt nó sẽ đều nhau. Đúng không? Em có nghe bác sĩ đúng không? Đúng rồi. Đấy, mình có điều kiện thì mình thay, còn mình không có điều kiện thì mình cứ giữ mắt này thì nó đôi khi nó to quá thì nó sẽ bị lọt, bị rơi mắt đúng không? Bác sĩ bảo thế. Đúng rồi. Nếu mà đấy thì bây giờ thì anh cũng muốn để cho gia đình tạo điều kiện cho gia đình ấy, để gây giống như này. Ví dụ một con gà thành hai ba con gà như này này. Đấy có một đàn gà như kia đúng không? Con gà này hai đàn cơ. Đó đấy, được gà như này tốt như này thì muốn là cho hai vợ chồng gây dựng lên, thì năm ngoái thì cũng có trích 1 triệu để làm chuồng trại đúng không? Thế năm ngoái đã làm chưa? Mua bà xong xem xong thì lợn làm hỏng hết. Lợn lại hỏng hết. Ừ. Thế sao không mua ván này? Không ván thì hơi đắt tiền. Bao giờ làm được hết chỗ to thì làm mua được ván chỗ bé thế. Làm mua ván thì ván hỏng. Ừ. Đấy, đợt thời điểm này thì đang ở nhà thì làm đi. Vì thời điểm này em ở nhà xong đi trồng lương, trồng ngô xong hết rồi thì em làm đi, trong mấy nữa vợ em ở nhà vợ em tự chăm sóc thôi. Đấy. Thì trên này thì không cho thả dê rồi, không nuôi được dê rồi. Đúng rồi. Nhà em có cỏ không? Nhà em không ạ. Nhà anh tưởng nhà em có cỏ thì có thể nuôi bò. Nuôi bò anh thấy là bà con rất thích nuôi bò thì kinh tế nhà, cao. Nhà em thì hơi ít đất thì không có đất trồng cỏ, trồng được cỏ. Không có đất trồng cỏ thì cũng có đấy. Anh tưởng có đất thì có thể nuôi bò ấy. Ở bà con để chê người ta cũng thích nuôi bò này là cái mùa nương này có thể là đi cày nương này lấy được ít phân này đúng không? Đúng rồi. Mà nếu mà cần tiền thì bán đi thì nó cũng lãi, thì chính ra bò thì không bằng dê được. Vì bán đi có đôi khi lãi thì có thể nuôi tốt thì có thể lãi được 3-4 triệu. Chủ yếu mình lấy cái phân thôi, nuôi to hơn nữa thì tốt, nhưng mà bò thì nó lãi thì nó sẽ không thể bằng dê. Đúng rồi. Thì bây giờ thì đợi anh cũng vào hỏi xem hai vợ chồng là tính như nào. Đó. Vì anh là cũng không xin phép là các cô chú là bây giờ cái mắt của bé say bây giờ đợi đến tận 18 tuổi hoặc là bé say năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay chắc là 13 tuổi. 13 tuổi đấy, 13 tuổi đến tận 18 tuổi hoặc là 5 tuổi. 16 tuổi là cái độ tuổi nó đang phát triển ấy, thì cái hốc mắt nó sẽ còn to nữa cơ. Nên cái mắt kia nó sẽ còn lỏng nữa. Bây giờ chúng ta không đi thay vội cả. Đi thay vội thì nó sau này nó lỏng thì vẫn phải thay, thì nó mất tiền. Gia đình mình không có điều kiện, không phải năm nào mình cũng thay được. Vì mỗi ngày như đội trẻ con này này, mỗi ngày nó phải lớn lên một tí đúng không? Em phải hiểu mà đúng không? Thế nên cái hốc mắt nó sẽ rộng ra. Mà mình không có điều kiện thì không phải năm nào mình cũng thay. Con mắt giả mình thay con mắt có hơn 2 triệu thôi, nhưng mà chủ yếu là cái tiền kinh phí mình đi lại. Đúng rồi. Nó nên là anh nghĩ là mình không có tiền thì mình không phải năm nào mình thay, mà bây giờ đấy cái vấn đề là tiền đấy các cô chú tạo điều kiện cho mình nuôi vật giống thì tội gì mình không nuôi. Thì em đã với vợ bàn bạc chưa, xem tính như nào để anh cũng biết đấy, không thì bây giờ các cô chú sợ là bàn giao xong thẳng, các cô chú sợ đây này, bàn giao thẳng tiền cho em nhé, thì bây giờ em còn tiền, nhưng mà chắc chắn là để ở nhà thì bà con không dùng gì, không nuôi con gì, thì sau này cứ mỗi ngày trích ra mua một ít gạo, mua một ít mắm muối mì chính. Thì kể cả 14 hay 15 hoặc là 50 triệu thôi nó vẫn hết. Đúng rồi. Đúng không? Đấy, thì mỗi ngày em chia 50 nghìn đấy là cũng hết thôi. Đúng rồi. Mà mình lại không có con gì cả. Đấy, các cô chú muốn là sau này em nuôi con giống để sau này em có một cái con giống làm vốn. Bao giờ say cần thiết đi thay mắt thì mình bán đi. Xong rồi mình đi chữa mắt cho con. Đấy, vì đây là cái tiền của con, đúng không? Đúng không? Chứ không phải là không, đấy thì các cô chú muốn là cái đó gọi là một cái sổ tiết kiệm ấy, để cho con. Chứ bây giờ anh gửi, nói thật với cô chú mà cũng hơn 10 triệu mà gửi ngân hàng ấy, thì qua mấy năm thì nó chỉ được mấy trăm thôi, đúng rồi. Nó lãi ít lắm. Mình đi vay thì lãi cao, nhưng mà đi gửi vào thì lãi nó thấp lắm. Có hơn 10 triệu nó không đáng bao nhiêu cả, thà chúng ta mua dê, mua lợn, mua bò mình nuôi mình có lãi hơn, thậm chí em nuôi gà. Đấy, thì bây giờ các cô chú đã tạo điều kiện cho mình rồi thì mình xem thế nào.
Mượn bảo là mượn nghĩ ra thì bảo là nếu mà nuôi bồ nuôi lợn thì nhà mình hơi thiếu nước thì để xi anh này làm một cái bể nước cũng được. Nếu như mà bây giờ xin làm bể nước, bây giờ ví dụ 14 triệu chỉ xây làm bể nước rồi. Ở 14 triệu chắc là đủ đủ một cái bể nước thôi. Thế thì lấy tiền đâu làm con giống? Đó. Bảo lại hơi thiếu nước thì đi lấy nước sang về thì không nuôi được. Lợn nhiều và không nuôi được bò. Thế cũng ý em bây giờ là muốn giúp có thể xây bể nước đúng không? Nhưng mà xây bể nước thì con giống này sau liệu sau này em có tự lo được cho kinh phí để cho bé xây đi chữa mắt được không? Giống thì nếu mà có bể thì mình không ố đâu thì mình tự đi kiếm để mua. Thế bây giờ nhá, bây giờ không có bể nước, không có nước dùng thì cũng khó. Vì khu này anh thấy bên kia có một cái nguồn nước kia đúng không? Bây em dùng ở chỗ đoạn cua cua kia đi. Đúng rồi, đổ cua kia của người ta thôi, của anh này nằm dưới này, không phải bể của em. Nghe không có. Nghe em không có. Không có bể nước. Em chỉ si nó, chị si anh ấy nó si lái ít nó về uống thôi, không dùng đứa nhiều. Lại không có bể nước cũng căng nhỉ, thế thì phải xây bể nước à? Thế thì bây giờ ý anh như này nhá, bây giờ cái số tiền này đưa cho anh cầm hay là đưa cho em cầm thì cũng thế thôi. Thì bây giờ ý anh là như này, anh thử các cô chú thử xem nhá. Bây giờ cái số tiền này các cô chú là trao cho xây để chữa mắt đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chữa mắt xong rồi, thì bây giờ em ý là muốn phát triển con giống nhưng mà hiện tại cái bể nước thì em không có. Thì bây giờ cứ coi như này, coi như bây giờ anh và các cô chú sẽ cho em vay. Sẽ cho em vay 14 triệu này, vay không lãi. Vay 14 triệu này để em cùng nhau vào xây bể nước. Và sau này khi có bể nước rồi thì hai vợ chồng cố gắng nuôi con giống, đúng không? Đúng rồi. Em là nuôi lợn, nuôi bò. Thì cố gắng lúc đấy thừa thiếu tiền, chắc là anh nghĩ được 14 triệu chắc không thừa tiền đâu. Em tự thuê hay là tự xây? Tự thuê nữa. Mà mình không xây được, tự thuê cho người ta làm. Thuê người ta thì bây giờ có nghĩa là bây giờ sẽ cho em vay tiền để em xây cái bể nước này, xong rồi sau này em sẽ đi làm thuê đúng không? Em nói là em làm thuê để nuôi con giống hoặc để lấy tiền bù vào. Đúng rồi. Đấy thì có nghĩa là bây giờ cho em vay 14 triệu này, xong rồi sau thời gian đó em sẽ nuôi con giống hoặc là em làm thuê, sau này cố tiền thì em sẽ trả lại cho bé xây. Để nhớ đâu bây giờ để sau này bé xây em nhìn cái mắt ấy, chắc chắn là sau này nếu mà muốn đều như con mắt kia thì phải đi lắp đấy. Không lắp thì nó sẽ bị rơi. Đúng rồi. Bác sĩ nói thẳng là nó bị rơi, nó bị lỏng quá nó bị rơi. Vì to rồi nó sẽ bị rơi. Đúng rồi. Thì bây giờ thì ý anh là như vậy, là anh sẽ không đưa tiền mà cũng không ấy nữa, thì sẽ đưa cho em vay. Có nghĩa là em vay của bé xây về làm lo cái bể trước. Sau rồi từ đó em nuôi con gà, nuôi con qué, nuôi đi làm thuê, sau này bé xây cần tiền để đi chữa lắp mắt thì em cố gắng lo tiền để đi chữa mắt. Đúng rồi. Được không? Mình không có nước thì không nuôi được con giống. Nếu mà con có nước thì mới nuôi được nhiều con giống. Thế ý anh như thế được không ạ? Bây giờ coi như là em vay của xây đi. Sau này cố gắng là kiếm tiền về để trả xây, để nhỡ đâu một ngày nào đó xây cần tiền để xây đi thay mắt thì phải có tiền. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, cũng bây giờ vì cho em nuôi con vật nuôi nhưng mà em lại không có nước để em nuôi thì em ở cần bể nước. Bây giờ cần bể nước như thế thì thiếu nước. Đấy thì bây giờ là sẽ cho vay làm xây bể nước, nhưng mà sau này em cũng phải nuôi con giống và đi làm thuê về thì bù tiền vào để cho bé xây, lúc bé xây cần thì bé xây phải có. Em hiểu không? Hiểu. Vì cái tiền này là cô chú tặng cho bé xây đi chữa mắt đúng không? Đúng rồi. Phòng cho bé xây lúc thay mắt nữa. Bây giờ thì mình không làm gì thì anh sẽ vào, anh sẽ đưa tiền cho em để mua bể nước, mua xi măng xây dựng để xây bể nước. Chắc bể nước ở đây ví dụ em định xây cái bể nước bao khối? Bể nước thì xây thì 3-4 khối được. Xây nếu mà đã xây thì xem tính thế nào, tính gạch, tính xi, xong xây nào nó to một tí. Vì trên này nó hiếm nước. Đã xây thì xây bể nước to, còn nếu mà em mua cái tép nó chỉ có 2 khối thôi, 2 khối thì thà em mua, em bảo xây cái bể nước 2 khối thà em mua cái tép cho nhanh hơn. Đúng rồi. Cái tép nó chỉ có 2 tầm 3 triệu 4 triệu thôi. Em mua phát là xong rồi. Chứ đã xây thì xây to hơn một tí, mất công xây. Xây to thì điều nhiều hơn. Thế mình tính là hợp lý. Em có thử hỏi thợ đi, xong rồi
anh về anh nghĩ là cái thước phim này anh chia sẻ lên để xin ý kiến các cô chú nhé. Vâng vâng. Tại vì các cô chú cũng rất là thương bé Say khi cái mắt đã còn trẻ như này mà đã mất đi con mắt đấy, để giúp đỡ cho bé Say. Thì nếu mà xây bể nước để gây dựng kinh tế thì anh nghĩ là các cô chú đồng ý thôi. Thế bé Say này sao bây giờ đi lắp mắt như này thì bây giờ không ngại rồi, sao không cho đi học? Không, bây giờ không đi rồi. Bây giờ không đi, bây giờ không biết nói tiếng phổ thông, sau này lớn lên là khó đấy nha. Bây giờ ở nhà thì em nói được tiếng phổ thông thì sao không nói dạy con nói tiếng phổ thông đi? Dạy con không biết, đi học không biết. Không, em nói được như này thì em dạy được mà. Dạy, nói với vợ ấy, với trẻ em bé này nữa. Nghe được tí thôi. Em bé này nói được tiếng phổ thông, em mà không nói là sau này con em không biết nói tiếng phổ thông, không đi làm được gì đâu. Thiệt thòi cho con đấy. Mà hôm nay vào là cũng biết xin chào chú, là xin chào anh nhá, là giỏi đấy. Bố dạy à, Say? Bố dạy mấy lần. Đấy thì xem nào. Đâu, anh đi ra ngoài anh xem là hôm nay ở ngoài vườn hiện tại đang nuôi những con gì rồi. Không có gì nuôi rồi. Mấy con gà hôm trước thì mình không có tiền mua gạo mua ngô cho lợi cho cả đàn gà. Hai đàn gà được bao nhiêu con đây? Hả? Hai đàn này được bao nhiêu con đây? Đàn này 15 con. Ấy da. Trước này thì chắc là 7 con hay 8 con. Ây da, được đấy nhỉ. Một đàn 15 con, một đàn 7, 8 con. Này, đằng sau này có con chó. Chó không sao, chó vừa, bé này. Con lợn xề này nhìn nó hơi gầy các chú nhá. Cái chuồng này thì nhà Say cũng khó nuôi bò lắm, phải dựng lên thật. Nhà chứ phải nuôi, phải dựng lên chứ còn. Chuồng này nuôi bò thì bây giờ làm lại thôi, không mua được lại hết chứ. Nuôi được lợn thôi. Ừ. Đây nuôi được ít ngan này, nhà vẫn có kinh tế để phát triển. Đấy, đợt Tết là không có gà thì không lấy được đúng không? Đúng bán đi đúng không? Ừ. Bây có ít ngan này. Đây chưa này em chuẩn bị đếm, hiện tại được 6 con ngan. Được 3 con gà, bên kia một con nữa kìa cô chú này. Vườn nhà mình như này là thoải mái mà, em làm chuồng trại cố gắng phát triển đi. Chứ không thì không ấy được. À, ở trong gầm kia cũng có mấy con gà nữa đấy, được 5-6 con gà đấy. Với 2 con gà mái trong này. Lần trước anh vào anh nhớ là có gà trống chứ đúng không? Có. Chắc là mổ rồi đúng không? Bán hết rồi. Bán hết à? Ừ. Đợt thế đợt Tết là bán mấy con? Bán 5-6 con. Ây da, bán thì ăn thiếu ngô thế. Thiếu ngô thì bán đi mua ngô thôi. Bán đi mua ngô. Ừ. Đấy thì các cô chú ở cái hoàn cảnh em như thế này thì thế cái chỗ đằng bể nước kia kìa, chỗ đằng kê, đằng sau cái thông đấy mọi người ạ, chỗ đằng cua em Tuyên chỉ đầu ngón tay ấy, chỗ đấy thế có cái bể nước thì em Tuyên sẽ ra cho mọi người xem. Thế cái bể nước đấy không phải cái bể nước của mình? Không ạ, bể nước nhà riêng. À, thế đất này người ta xây vào người ta dùng chứ không phải nhà mình? Đúng rồi. Thế mình xin được không? Mình xin được ít thôi. À, xin vì người ta không có nước, người ta không cho nhiều gì. Đúng rồi. Chứ làm lại xin 1-2 lần thì được, chứ suốt ngày xin thì người ta không cho. Đúng không? Đúng rồi. Ok, được rồi. Đấy thì để em Tuyên ngó để cho cô chú xem đấy, nhà có chăn nuôi cũng phải có bể nước cơ. Đấy, thì đây trước này người ta có điện rồi đấy. Đợt trước là tự góp nhau đi kéo điện đấy. Đấy. Cái tủ vải kia là của một bác giấu tên. Bác giấu tên thì nói thật là chứ biết bác này. Chứ biết bác này. Bác này chính là cái bác ra đón mình ở bệnh viện đấy. Đúng rồi anh ạ. Ừ, đó. Đấy thì nói chung là được trước là nhà rồi chứ. Đây này, và đầu tiên vào vẫn hãi hùng nhất là cái con này, đấy là bà con thờ cúng đấy, để này. Mà ý nghĩa này là để cho nhà mình không bị ốm đau các thứ đấy à? Đúng rồi. Gia đình sức khỏe không bị ốm đau, con cái không bị ốm và chăn nuôi được tốt hơn gì? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Thế cái đấy treo bao nhiêu năm thì hạ xuống hay là cứ để đấy? Một năm hạ xuống một lần. Đợt trước Tết vừa rồi hạ chưa? Chưa ạ. Ở đây vừa mới hạ. À. Tức là đợt anh vào là chưa được một năm à? Chưa. À. Bao giờ tròn một năm thì mới hạ? Đúng rồi. À. Một năm cũng được mà nửa năm cũng được. Ừ. Thế bao giờ bỏ đi, có bỏ không? Bao giờ bỏ cũng bỏ được mà. À. Thế sao không bỏ đi? Không, bây giờ là cái này phải có lợi mới bỏ được đấy. À. Bỏ lợi làm mới bỏ được đấy. À, có nghĩa là phải thay á? Ừ. Thay ví dụ thay. Kia là con chó rồi, nếu mà bỏ đi là phải thay con khác à? Ừ. À, rất là hay mọi người nhá. Đấy, nói chung là mỗi phong tục thì có một cái ý nghĩa riêng. Đấy. Ok, được rồi. Thì hôm nay vào đấy thôi, nhà em chứ thì
Nói chung là còn đi làm đấy, bố còn biết tiếng phổ thông đi làm, nó dựng được cái nhà như này. Nhìn sạch sẽ, nhà ngay mặt đường, còn mua được cát thứ vận chuyển. Thế thì bây giờ anh cứ thế nhá, anh chỉ nói chuyện qua như vậy thôi. Vâng ạ. Thì bây giờ thì em, anh nghĩ là các cô chú đồng ý thôi. Vì nhà mình không có nước này, ngô không có, về đậu thì còn ít. Ngô thì anh thiếu ngô, thiếu nước, thiếu các thứ đấy không có gì. Không có nên là không phát triển kinh tế. Thì cái số tiền kia thì anh nghĩ là các cô chú đồng ý thôi. Thì mà cứ thử hỏi xem là cái số tiền mình liệu đủ xây được cái bể bao nhiêu. Ừ, để em thử khách hộ thợ, người thợ làm thế nào, các em tiền em biết. Sau này mình cũng phải tự ấy nữa nhỉ. Vâng. Vì mình làm được bao nhiêu, mình tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt, đúng không? Tiết kiệm được bao nhiêu thì càng còn tiền. Ví dụ em xây cái bể tầm hết 10 triệu. Chỗ này thì vận chuyển cát với gạch thì dễ rồi, không mất nhiều tiền công rồi. Thì em xây cái bể tầm thiếu, 10 triệu thiếu thôi. Thiếu gạch với lại thiếu xi măng tô cổ. Sắt nữa, phải có sắt đấy. Bột đám thì em vẫn có. Phải có sắt nữa. Phải dùng sắt. Sắt đổ đáy với đổ nắp. Đúng rồi. Không đổ sắt thì sau này nó vỡ. Không đổ nó cái nắp thì sợ nó chẳng co rơi chẳng vào. Con. Mà đổ nắp, mình đổ nắp xong thì mình là cái nắp, bù cái nắp xong thì mình có địa thì mua cái máy bơ về, lúc nạp dòng thì bơ về thôi, để cái nắp thế khóa luôn. Cái máy điện nó chả đáng bao nhiêu đâu mà. Ừ. Đấy, mà làm cái nắp thì làm cái nắp bằng sắt ấy. Đúng rồi. Đừng làm bằng bê tông nó nặng lắm, thì không chắc hả? Sau này không chắc mà nó còn khó nhấc ấy. Ừ. Đấy, thì có nước để cho phát triển kinh tế đi. Xong rồi còn chăn nuôi. Đấy. Mà hứa là các cô chú là sau này đi kiếm tiền về, nhỡ đâu bé say cần đi chữa mắt thì cố gắng để chữa mắt cho bé. Vâng. Chứ sau này bây giờ bé như này, bé đã thích muốn đẹp rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đợt trước là bé bị đau mắt, bé ngại giao tiếp với người ta, đúng không? Được. Vì người ta trêu. Đúng rồi. Còn bây giờ lớn lên tuổi 18 đôi 10, mỗi tuổi đi lấy chồng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Lúc đấy người ta trêu vào là thế này thế kia. Thì con gái nó rất tủi thân. Đúng rồi. Không dám đi đâu chơi cả. Được. Mình có cái mắt là thì người ta nhìn nó vẫn xinh gái. Đúng rồi. Còn sau này cho con đi lấy chồng chứ. Đúng không? Đúng rồi. Còn đấy thì cố gắng để sau này còn thay cho con, chứ mình không phải thay cho ai cả, thay cho con sau này con đi lấy chồng nữa. Đúng rồi. Thì em bây giờ em cứ hỏi nhá. Xong về anh nghĩ là các thước phim này lên các cô chú đồng ý thôi. Vâng. Anh nghĩ là vậy đấy. Rồi anh xin ý kiến này để tạo điều kiện cho mình, chứ không có nước phát triển lại khó lắm. Đúng rồi. Chứ cũng muốn các con muốn sạch sẽ, muốn rửa mặt mũi chân tay mà cũng khó. Như này không rửa mặt mũi chân tay thì nó bẩn. Đúng rồi. Bẩn thì sau này nó bị ốm này. Đấy. Hoặc là như ở mắt bé say thế thôi. Hoặc còn 14 triệu thì xem cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm. Vâng. Xây được cái bể nào, xây được cái bể 10 triệu, còn 4 triệu mua con giống thì tuyệt vời quá. Đúng. 4 triệu thì mua được đôi con lợn rồi đấy. Vâng. Đúng không? Vâng. Chỗ này chắc thích nuôi lợn hay nuôi bò? Chỗ này chắc là nuôi lợn với lại nuôi bò thôi, không nuôi đấy gì thôi. Thì cứ xem nhá. Hy vọng là có thể các cô chú có quà thêm cho bé say ấy, được. Rất là vui, hôm nay thì vào thì mình vội vào để chia nên cũng chả ấy được, vì cũng hẹn chứ, đôi khi không gặp chứ ở nhà. Thỉnh thoảng vẫn đi anh thấy vẫn đi làm hay không? Em á? Em thì em đâu dây không làm được gì, thì có lúc thì em đi theo thầy cũng đi cúng thôi, còn lúc thì ở nhà. Đi theo thầy cúng cúng thì mỗi buổi như thế được bao nhiêu tiền? Buổi chỉ 100 với lại 150. Đi phụ đi. Thế sau này có đi làm thầy cúng được không? Không, mình không làm được. Chỉ đi phụ thôi. Đi phụ thôi. Em tưởng làm được. Không. Làm được thầy cúng thì cũng có tiền đấy chứ. Đúng rồi, làm được thì một ngày được 200-300 rồi, không làm được thì đi phụ hộ. Bà con ở trên này thì vẫn phải tin vào tín ngưỡng, vẫn phải có thờ cầu cúng nữa. Nên là vẫn phải nhờ thầy cúng. Đúng rồi. Thầy cúng thì không thể bỏ được. Thôi ok nhá. Thôi có lẽ là anh xin phép đây. Chứ còn đấy thì về bàn bạc với vợ nhá, xong rồi hỏi, quan trọng nhất là hỏi bác thợ, xong rồi có gì alo anh. Vâng ạ. Xong anh sẽ vào anh thông báo các cô chú qua thước phim này, xong rồi sẽ cầm tiền vào cho em để em xây bể nước. Vâng nhá. Còn chắc là nếu mà xây gạch kia thì sẽ tự gọi được, nếu mà không gọi thì anh gọi cho. Vâng ạ. Nhau tháng đơn giản mà. Vâng vâng. Ok. Giờ em làm điều thì em sẽ gọi cho anh gọi cho anh tháng trợ bóng. Thôi chào bé say nhá. Đấy, bây giờ còn bạo hơn rồi. Lần trước đi Hà Nội, Hà Giang mà ngại không dám nói gì. Đấy. Chuẩn bị em sợ. Bây giờ cũng quen rồi nhỉ. Biết chú vào nhiều rồi. Đấy, chỗ này nhà chứ thì thuận tiện các cô chú ạ. Đi chỗ này thì quá là tiện luôn đúng không? Chỗ này đất nhà em hết đúng không? Nãy chưa chia. Chưa chia à? Thế là sau này còn anh em không? Có chứ, còn ba anh em. Ai nhà, thế còn anh em chia nhau lại chả được bao nhiêu đâu. Ít thôi. Cái bể nước định xây đâu? Dưới này. Đúng rồi. Đấy, chỗ này này, hốc đá này này. Đây, hốc này này, mình chả làm cái gì cả. Chỗ này thì đám khua hết rồi. Đúng hết rồi. Làm bể thì làm chứ.
Thì mình làm đấy thì nước ở trên máy này xuống, nhưng máy bơi lô này thì không tốt đâu. Nhưng không có phải chấp nhận đến bên sau rồi. Nói mọi người bảo là bờ lô không tốt thật, nhưng mà bây giờ không có bờ lô lấy nước thì cũng không có nước ở đâu về. Đúng rồi. Nước nguồn chỗ này không có à? Không. Đấy. Chỗ kia cũng là hứng nước ở nước mưa về thôi. Thì nữa em tuyên ra cho mọi người xem. Thôi, ở nhà nhá. Chơi với con cố gắng khỏi cái tay nhanh nhanh này. Anh về anh xin phép ý kiến cô chú xong rồi alo cho em xong rồi sẽ cứ chuẩn bị tinh thần hỏi bác thợ nhá. Xem hỏi khoán, mình quen nhiều thợ thì khoảng hỏi chỗ nào rẻ rẻ. Rẻ nhưng đảm bảo ấy, làm xong bể nước và thủng ra đấy thì chết đấy. Nhá. Thôi anh đi đây. Đi vào với bà con thôn để chia đây. Xin chào. Trên này nhà em chứ còn có cái con chim này. Bây giờ thì em Tuyên sẽ xuống chỗ đoạn bên dưới kia để cho cô chú xem cái nguồn nước ở trên này bà con lấy như nào nhá. Chú này chắc là vợ thì cũng đã đi lấy đi làm cỏ. Chú thì đau tay cũng chẳng làm được gì. Một cái thuận tiện tiếng Mông lắm đấy. Vì em Tuyên rất là ngại cầm tiền của em chứ bé say. Bây giờ mọi người bảo gửi vào ngân hàng thì cũng không thể gửi được, vì nó chỉ có 14 triệu thôi, được trước 15 triệu, trước cho 1 triệu để làm con sửa lại chuồng thôi. Nhưng mà mua bạt về quây thì lợn nó cắn rách hết rồi, cũng chả sửa được. Đấy, bây giờ cứ mỗi lần trích như thế thì cái quỹ tiền nó sẽ hết. Nên là bây giờ thì các cô chú đã hướng là muốn nuôi cây con giống đi, để sau này bé say mà đi lắp mắt giả ấy, mắt to hơn ấy, thì còn có tiền mà đi lắp chứ. Bây giờ tiêu hết đi thì lấy đâu ra, vì tiền các cô chú tặng cho. Đấy. Bây giờ em Tuyên xuống quay cho mọi người xem bể nước kia nhé. Đây này cô chú này, bà con cũng xây từ những hốc đá này ra này để hứng nước vào này. Nước đây nó đục lắm này, nước này chỉ cho gia súc gia cầm ăn chứ người làm sao ăn được. Ăn này vào có mà ốm luôn ấy. Còn nhà em chứ ở trên kia. Đấy, nhà chứ trên kia để xin đấy. Đấy. Thì cho phép em Tuyên xin ý kiến xem liệu gia đình em chứ mong muốn như vậy liệu được không cô chú ạ. Nhưng mà em Tuyên nghĩ là cũng có thể tạo điều kiện cho em đấy thôi. Chứ trên này nước nó làm cái gì khó lắm. Cái bể nước mà không có thì không làm được gì. Đấy. Đi xin từng tí một về thì làm sao mà cuộc sống mình tốt được. Đấy, còn lẽ là bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng vui đây thôi. Xin chào và hẹn là người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video nhá. Tuyên xin chào.